Kính thưa các bạn, hôm nay mình có một con xe mà gọi là siêu cute luôn nha. Gách 3 độ, cái màu hồng lên cái con trắng thì phải gọi là xin phải nói luôn á. Cái con xe màu hồng này được fit lại những cái điểm nào màu hồng thì mình sẽ chỉ cho đại gia đình cùng thấy, và cái giá tiền cho làm hết tất cả các món này là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Cái đầu tiên mọi người thấy đó là cái bộ chữ ha, Vespa. Tại sao mình nói bộ chữ Vespa? Tại vì chữ Vespa và chữ Spring nó hiện diện ở nhiều nơi. Phía trước nè, bên hông nè. Đó. Điểm nhỏ nhưng mà nó ăn tiền nha. Nó nhấn nhá và nó khẳng định cái chiếc xe mình là đến từ thương hiệu Vespa và dòng Spring nha. Cái điều thứ hai đó chính là cái yên xe màu hồng nó quá nổi bật đi. Cái yên xe này là chủ nhân là muốn thay thế cái yên zin màu đen thành cái yên màu hồng luôn cho nó tông sẹt tông. Đó, đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba phải gọi là rất là phát cách từ cái tay jack zin. Bây giờ đã chuyển thành tay jack gọi là tay jack độ, nó kiểu bo cong xuống như thế này. Nó có một cái nét đẹp phải gọi là như thế nào ta? Đại gia đình cho ý kiến nha, nó cong xuống như thế này mà nó hất lên vậy nè. Giống như cái mặt mình hất lên vậy đó. Nó đẹp vô cùng luôn. Đó, rồi. Cái Oppo của người ta là Oppo Zin á, là bằng chrome á, nó sáng bóng. Bây giờ trở thành Oppo màu hồng luôn. Và tất nhiên cái mâm xe phiên bản thể thao màu trắng á, nó là mâm full đen. Vì là màu hồng cho nên chủ nhân cũng đi lại cái viền mâm màu hồng luôn ha, một cặp bánh trước bánh sau. Đó. Rồi. Cái ốp đèn hậu cũng như là ốp đèn pha. Ốp đèn pha đại gia đình. Tất nhiên là từ chrome chuyển qua màu hồng. Cái này là cái mũi dè chắn gió nè, cái mũi dè hay gọi là cái mũi dè đi ha. Nó là màu hồng luôn. Rồi. Cái lỗ mũi nè. Lỗ mũi, một điểm nhỏ ăn tiền cũng là màu hồng. Rồi, ở bên này có một cái gọi là cái càng, ốp càng cũng màu hồng luôn. Ốp càng. Đó. Là làm hồng lên như vậy thì nó sẽ tôn lên cái phần này. Đó. Rồi. Một cái điểm nữa đó là cái bộ viền. Viền bên hông nó chạy dài từ trên này chạy qua, chạy xuyên suốt chạy xuống đây luôn. Chạy tới cái gác chân của người sau luôn. Đó, đó là điểm nữa ha. Rồi. Một cái điểm nữa là chủ nhân thích nữa đó là gắn thêm một cái ba ga giữa để đồ. Ví dụ là để túi xách, để ba lô, hoặc là đơn giản á, những cái ngày mà trời mưa hoặc trời nó không có được đẹp, đường trơn, đường nước, để chân lên đây cũng được. Ok. Đó. Thì tất cả những cái món mà nãy giờ mình chỉ ra cho đại gia đình đó là tầm tiền nha. Khoảng chưa đến 2 triệu nữa. Nha. Đó là sơn thôi nha, công sơn nha, chưa đến 2 triệu. Còn đại gia đình gắn thêm ví dụ như tay ga độ, ba ga giữa, gắn thêm cái gì thì tính tiền thêm cái đó. Phụ tùng thì có giá niêm yết hết rồi. Đại gia đình chỉ việc biết giá, đồng ý là gắn. Đó. Rồi, em nhắc lại đại gia đình nha, con xe này nguyên zin 125 là 84,8 triệu chưa bao gồm giấy tờ lăng bách. Còn 150 là 97,8 triệu chưa bao gồm giấy tờ lăng bách. Đại gia đình sơn như thế này full combo là khoảng 1,5 triệu, cộng với những cái món mà đại gia đình gắn thêm thì cộng thêm tiền, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi sau đó thì đại gia đình mới gọi là gì ta, thanh toán hết đủ tiền là đại gia đình lấy xe lăn bánh. Ok. Clip này mang đến cho đại gia đình một cái làn gió mới, cũng như là một chiếc xe siêu cute luôn, để cho đại gia đình tham khảo. Mong đại gia đình có thêm nhiều cái nguồn cảm hứng để độ xe cho mình. Cảm ơn đại gia đình, chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại.